Xin chào quý khách nhá. Hôm nay thì hàng Nhật Tuấn Hà lại về thêm được ít ghế massage. Nhưng hôm nay thì cái nô ghế ngày hôm nay về nó cũng không được màu ưng ý lắm, nhưng mà cũng vẫn quay cho mọi người xem. Hôm nay thì chúng tôi về được đầu tiên là Inada 10.000 và những con Fuji dòng đời hơi thấp thấp một chút thôi. Mấy con Fuji này chắc là Fuji IS970, Fuji IS970 này, một con Panasonic MA98 phiên bản da màu vàng. Tất nhiên ghế này về thì đẹp lắm, nhưng mà rất tiếc là cái phiên bản da màu trắng này đôi khi khách hàng không được ưa chuộng lắm, nhưng không sao. Dù sao thì cứ rẻ là sẽ bán được hết hàng thôi, không có gì cả. Thì hôm nay tôi cho quý khách xem những cái hàng ghế bắt đầu massage khi nó vừa mới về thì nó sẽ như thế nào. Đây nhá, đầu tiên là một cái em Panasonic MA98. Em Panasonic, một em MA98 phiên bản da màu trắng luôn. Con màu trắng này ra thì thực ra là cũng không có cái gì. Đây quý khách nhìn này, khi về thì nó cũng rất là trắng và đẹp. Trắng và đẹp luôn. Chúng ta chưa hề vệ sinh gì đây, chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy những cái vết bẩn. Đây, bao giờ khi hàng nó về sẽ có những cái vết mốc rất là đặc trưng như thế này. Nhưng mà không sao, đây quý khách nhìn tay thôi này. Đấy, thì những cái này thì thợ sẽ vệ sinh rất là đơn giản thôi, không có gì quá khó khăn cả. Cho nên những cái này thì quý khách không phải ngại chứ không vấn đề đấy. Một em Panasonic MA98 màu trắng này thì giá sẽ rẻ hơn màu vàng và màu đen khoảng tầm 5 triệu quý khách nhé. Rồi được rẻ 5 triệu quý khách. Thì nó chỉ khoảng rơi tầm hơn 50, năm mấy một chút xíu thôi. Nhưng mà rất là đẹp, con 98 trắng là đẹp. Tiếp tục là đến những con Fuji SKS IS970 như thế này. Mấy con này thì chỉ khoảng ngoài 30 thôi quý khách ạ. Và tiếp tục là đến cái Inada 10.000. Inada 10.000 thì là tại Nhật, hàng Nhật Tuấn Hà thì chắc là có thể nói là bán về cái số lượng có thể nói là hàng đầu tại thị trường Việt Nam rồi. Đấy, Inada 10.000. Những cái mẫu Inada 10.000 này được hàng Nhật Tuấn Hà nhập về thì rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ nhìn này, máy vẫn còn nguyên, chưa spa nhé, máy chưa spa luôn. Để quay cho mọi người xem thực tế của sản phẩm nó khi mà nó về thì nó như thế nào. Đấy, nó rất là đẹp luôn đấy. Cho nên là mọi người khi mà mua hàng ấy thì có thể yêu cầu ra là người ta xem máy mọc một chút cũng được, không sao cả. Nhưng thực chất là những cái hàng của những cái phân khúc đời cao này nhập về thì ra đa phần đều đẹp. Đây ví dụ những con Fujioki này. Những cái mẫu này thì thực ra là để trong kho khá là lâu rồi, và tôi cũng đã để trong kho đến hàng 2-3 tháng trời, bởi cái nô này nhập về nó cũng nhiều ấy. Đây ra ghế này cho mọi người xem này. Đấy, luôn luôn bỏ ra thử xem. Nói chung là da thì đẹp thôi, còn đâu cái vấn đề mà chẳng may nó bị xước một chút ấy thì không tránh được đâu. Khi đã mua hàng bãi rồi mà bảo là không có một chút vết xước thì khó, không có được cái vấn đề đây đâu. Tôi nghĩ là khó có là con nào mà hoàn hảo đến mức mà không có một vết xước nào. Nhưng mà nói chung là tất cả mọi thứ thì nó đều ở trong cái mức mà gọi là chấp nhận được với khách ạ. Chấp nhận được tức là nó nằm ở trong khoảng tầm 95, 97, 90, 95%. Tức là khi mà trên cái thân ghế này chúng ta sẽ hầu như không nhìn thấy những cái vết xước của máy này, của da này. Hầu như không nhìn thấy những cái vết xước của da này. Những cái vết nhàu như thế này đây do cái quá trình vận chuyển này. Thì nó sẽ làm cho cái da bị nhàu. Chỉ còn vài ngày tới chúng ta bỏ ra, chúng ta nằm thì bắt đầu những cái làn da này nó sẽ thẳng ra trở lại thôi, không có cái gì biệt cả. Đây ghế da về đây, ghế da trực tiếp từ Nhật về đây, nó đẹp lắm. Nói chung là những cái con này thì không có gì mà phải bàn cãi về cái chất lượng của về hàng tại hàng Nhật Tuấn Hà cả. Thì những em Inada 10.000 này hiện tại thì giá chỉ có khoảng hơn 50 một chút thôi. Năm nay nói chung là quý khách mà mua hàng sẽ được giảm giá rất là nhiều từ những cái mẫu này. Đấy, cảm ơn quý khách lúc nào ủng hộ Hàng Nhật Tuấn Hà.